yêu nghề bằng cả trái tim. Đoàn kết, san sẻ, luôn chinh phục những đỉnh cao mới. Với đội ngũ trẻ, năng động và có tâm với nghề như Bà Rịa Vũng Tàu, thì tôi tin rằng GA Bà Rịa Vũng Tàu 1 sẽ chiến thắng đội bạn một cách khuất phục. Thời thế tạo anh hùng, khó khăn không cản trở được lòng quyết tâm của các chiến binh. Tình hình dịch rất là căng thẳng, thì chúng tôi có những cái hoạt động giống như là tặng khẩu trang, khăn lạnh có cồn, tư vấn cho khách hàng qua những cái hình thức online, qua Zoom, qua Zalo, tiếp cận từ xa. Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã lên kế hoạch rõ ràng với từng thành viên của câu lạc bộ và lên kế hoạch kèm cặp, đưa ra những memo thi đua, thách thức đối với các anh chị để các anh chị về đích một cách ngoạn mục. Tôi tin đội ngũ của mình sẽ hoàn thành mục tiêu và chiến thắng. GA Bà Rịa Vũng Tàu 1 là số 2 thì không ai là số 1. Chúng tôi tự tin sẽ chiến thắng.